nhà báo Tạ Bích Loan hay nhà báo Lại Văn Sâm làm trưởng ban VTV3. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua, khi thông tin nhà báo Lại Văn Sâm nghỉ hưu chính thức được xác nhận, nhiều câu hỏi được đặt ra là về việc ai sẽ thay thế và đảm nhận trọng trách quan trọng này tại VTV3. Một số nguồn tin cho rằng nhà báo Tạ Bích Loan sẽ thay thế nhà báo Lại Văn Sâm làm trưởng ban thể thao, giải trí và thông tin kinh tế của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm qua ngày 19 tháng 6, chính thức có thông tin nhà báo Tạ Bích Loan thay thế vị trí của nhà báo Lại Văn Sâm tại VTV3. Một nguồn tin thân cận cho hay, theo chủ trương của Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam, nhà báo Tạ Bích Loan sẽ thay thế vị trí của nhà báo Lại Văn Sâm khi anh nghỉ hưu. Nhà báo Tạ Bích Loan sinh năm 1968, chị là biên tập viên và MC của nhiều chương trình có tiếng như Người Đương Thời, Bảy Sắc Cầu Vồng, Đường Lên Đỉnh Olympia, Khởi Nghiệp, 60 Phút Mở. Nhà báo Tạ Bích Loan từng có thời gian học tập và nghiên cứu tại Nga trước khi về làm việc tại VTV. Chị có học vị tiến sĩ báo chí và hiện đang đảm nhận cương vị trưởng ban thanh thiếu niên VTV6. Đồng thời, chị nhận kiêm nhiệm trưởng bộ môn phát thanh và truyền hình thuộc khoa báo chí và truyền thông Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà báo Tạ Bích Loan từng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Helen Thanh Đào bị chồng cũ ép buộc phải nói dối tại Đài Loan. Trong suốt 18 năm, Helen Thanh Đào đã phải nói dối bởi sự khống chế của ông chồng hờ. Chiều ngày 19 tháng 6, nữ diễn viên Helen Thanh Đào bất ngờ về nước. Trong buổi trao đổi với phóng viên, người đẹp diện chiếc váy gợi cảm khoe khéo vòng một của mình. Trong lần về Việt Nam này, Helen sẽ làm gương mặt đại diện cho một hãng mì của bạn thân cô. Người tình tin đồn nhưng bị cô phủ nhận. Chảy lòng về cuộc sống sau scandal nói dối và bị tẩy chay, Helen cho biết cô nói dối do bị khống chế ép buộc từ người chồng hờ của mình trong suốt 18 năm qua. Sống một thân một mình tại Đài Loan nên cô phải nghe theo lời ông Thái, nói dối là con lai Việt Nam Đài Loan để được sự chấp nhận của dư luận nơi đây. Cô cho biết mình chỉ sống chung nhà chăm sóc ông Thái chứ không có quan hệ vợ chồng như bình thường. Không ít lần cô bị ông Thái bạo hành thế, nhưng sống nơi xứ người cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Hoàn tất thủ tục ly hôn sau 18 năm, Helen cảm thấy vui mừng vì mình đã được tự do. Khi ra khỏi nhà, Helen chỉ có khoảng 4 triệu đồng và sống nhờ nhà bạn thân. Các fan hâm mộ thấy vậy mới liên lạc với Helen và trợ cấp số tiền lớn để Helen vượt qua khó khăn. Đến nay, Helen đang sống trong một căn nhà. Bạn cô thuê giúp và đã trả trước một năm tiền nhà, mỗi tháng 1.000 USD. Khi được hỏi nghi án có bạn trai mới và cũng chính là người đàn ông cho cô làm gương mặt đại diện nhiều nhãn hàng, thuê nhà cho cô, thế nhưng Helen cho biết hai người chỉ là bạn bè thân thiết, thấy cô khó khăn nên bạn cô giúp đỡ. Nói về vấn đề tranh chấp tài sản, Helen cho biết cô từng kiếm được nhiều tiền thế nhưng giờ trắng tay và không muốn can thiệp luật sư, đòi chia tài sản với chồng cũ. Cô lạc quan rằng mình sẽ kiếm được số tiền đó vì mình vẫn tiếp tục phát triển công việc. Nói về việc mình bị tẩy chay, cô phủ nhận điều này. Helen nói rằng do báo chí giật tít nói quá vấn đề, chứ hiện tại cuộc sống của cô đã ổn. Trước đây và bây giờ vẫn ít lời mời đóng phim vì thị trường phim Đài Loan khá nhỏ. Thế nhưng cô sống bằng nhiều công việc khác nhau như làm mẫu, quảng cáo, gương mặt thương hiệu. Sắp tới Helen sẽ tham gia 90 tập phim tại Đài Loan, sẽ trở thành gương mặt đại diện cho nhiều sản phẩm tại Việt Nam, tổ chức thi sắc đẹp cho gái Việt Nam tại Đài Loan để người dân nơi đây thấy được vẻ đẹp của phụ nữ Việt. Nhân dịp này cô cũng dịch sách sang tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam. Sắp tới cô sẽ cho ra mắt một cuốn sách để giới thiệu vẻ đẹp con người Việt. Trước câu hỏi bị tẩy chay tại Đài Loan, nữ diễn viên phủ nhận đó chỉ là thông tin của vài tờ báo. Sự thật thì sách của tôi bán rất tốt. Mỗi cuốn sách đều trích ra một ít để gây quỹ ủng hộ người nghèo. Nếu sự thật tôi bị tẩy chay thì rất khó có mặt ở Việt Nam để gặp anh chị báo chí. Helen Thanh Đào cũng chấp nhận từ bỏ số tài sản và tiền bạc mà cô dành dụm được trong 18 năm chung sống với người chồng cũ để làm lại từ đầu. Dù rất nhiều bạn bè và các luật sư sẵn sàng giúp cô kiện người chồng cũ ra tòa. Độ giàu của Hồ Quỳnh Hương hay Harry Won khiến fan nể hơn. Xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có, nhưng trong khi Harry Won đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, Hồ Quỳnh Hương vẫn lẻ bóng một mình. Sáng ngày 13 tháng 6, công ty TV Hot đã gửi thông báo đến các đơn vị truyền thông về thông tin ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hủy bỏ việc làm giám khảo tại live show chính và đêm chung kết cuộc thi Be A Star, Bạn Là Ngôi Sao.
Theo ban tổ chức, nguyên nhân là nữ ca sĩ vô cùng tức giận sau live show 8 khi thấy nữ ca sĩ Harry Won, giám khảo khách mời, lại ngồi ghế chính giữa của ban giám khảo chương trình. Trong khi công chúng hoang mang không biết đâu là sự thật vì Hồ Quỳnh Hương nói ban tổ chức đang lợi dụng cô để PR cho chương trình. Còn phía công ty TV Hurt lại sẵn sàng tung bằng chứng để bảo vệ ý kiến của mình. Thật hư có ra sao thì chuyện xích mích giữa hai cô nàng nổi tiếng showbiz cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Họ liên tục so sánh giữa hai người ai có khối tài sản khủng khiếp hơn. Hồ Quỳnh Hương là một ca sĩ đi lên từ nghèo khó, ám ảnh về mái nhà dột nát cùng những bữa ăn đói khổ đã khiến cô luôn nỗ lực gấp 2, gấp 3 người khác để đạt được thành công. Giờ đây khi đã ngoài 30 tuổi, Hồ Quỳnh Hương được xếp vào hàng ngũ đại gia giống mặt của làng giải trí Việt. Với giọng ca giàu cảm xúc và nội lực, Hồ Quỳnh Hương là một ca sĩ khi ra bất cứ ca khúc nào cũng có thể trở thành hit. Từ bức thư tình đầu tiên đến Hoang mang, Có nhau trọn đời, cô liên tục xuất hiện trên truyền hình, mời tham gia sự kiện lớn và hát trong các chương trình quy mô mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Mức giá để Hồ Quỳnh Hương nhận lời tham gia các chương trình biểu diễn, ra mắt sản phẩm, hội nghị khách hàng, phòng trà, làm giám khảo các game show, dao động từ 50 đến 120 triệu đồng, thậm chí là 150 đến 500 triệu đồng. Vào năm 2015, khi ngồi ghế nóng X-Factor có thông tin, nhà sản xuất đã chi tận 1 tỷ để mời Hồ Quỳnh Hương quay trở lại. Về bất động sản, Hồ Quỳnh Hương có hai dinh thự trị giá hàng chục tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Căn biệt thự của Hồ Quỳnh Hương ở trong thành phố Hồ Chí Minh là nơi chính của cô khi nữ ca sĩ nam tiếng để phục vụ sự nghiệp ca hát của mình. Căn nhà được trang trí theo phong cách hoàng gia sang trọng, nằm trên một mảnh đất rộng lớn. Đây cũng là căn nhà giữ kỷ lục thời gian xây dựng lâu nhất, đã đập đi xây lại ngót nghét khoảng 4 lần. Đáng chú ý nhất là ngôi biệt thự trắng toàn tập với không gian và nội thất cầu kỳ tinh tế cùng những vật trang trí đắt đỏ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, muốn dành tặng cho mình một căn nhà khang trang, hiện đại với kiến trúc kiên cố và đầy đủ tiện nghi để bù đắp cho quá khứ nghèo khó, thiếu thốn lúc nhỏ. Chia sẻ về không gian sống, Hồ Quỳnh Hương cho biết, tôi nghĩ quan trọng nhất trong ngôi nhà là những tiện ích, tính năng. Thứ hai là không gian sống phải mang cho tôi cảm xúc. Tôi thấy dễ chịu khi nhìn màu trắng và cùng thiên nhiên màu xanh. Nhiều khi bạn chọn xây nhà, màu quá sặc sỡ thì lúc ấy sẽ đẹp, nhưng dần dần sau, nhìn sẽ rất mệt. Tính tôi ưa thích nhẹ nhàng thì mọi thứ đều sẽ theo gu như vậy. Hồ Quỳnh Hương có phòng để đồ rộng, tới mức cô có thể bày biện tất cả các trang phục, phụ kiện, giày dép của mình. Có lẽ bất cứ cô gái nào cũng mơ ước mình được sở hữu một gian phòng toàn đồ hiệu như thế này. Phòng ngủ được thiết kế đơn giản, không gian thoáng mát đem lại cảm giác thư thái sau một ngày vất vả của nữ ca sĩ. Phòng khách rộng lớn, sang trọng với bộ ghế sofa tinh tế, mang hơi hướng quý tộc, cầu thang rộng thênh thang với những điểm nhấn xinh xắn. Cô không quên dành không gian riêng tư, trưng bày những bức ảnh kỷ niệm, các giải thưởng mà cô nhận được trong suốt quá trình đi hát của mình. Hồ Quỳnh Hương từng viết, một vết giận nhỏ trong nhà cũng khiến Hương không hài lòng. Đối với Hương ví như biết nó là một điều gì đó chưa hoàn thiện, thì Hương sẽ phải cố gắng làm cho nó hoàn thiện. Ngoài ra, Hồ Quỳnh Hương còn là chủ của một chuỗi resort nổi tiếng và điều hành công ty giải trí riêng. Có một tin đồn rằng vì quá giàu có nên suốt thời gian dài nữ ca sĩ không cần đi hát mà ở ẩn để hưởng an nhàn. Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng chơi xe xịn, trong đó có chiếc xe tới cả chục tỷ đồng. Nếu không, cũng là những chiếc xe thuộc hàng cao cấp như thế này. Harry Won cũng là ca sĩ năng nổ chạy sâu, chủ yếu là những chương trình truyền hình thực tế, ca nhạc hay biểu diễn tại sự kiện. Ở mỗi show như thế, cát xê của Harry không dưới 30 triệu đồng một show. Nữ ca sĩ cũng đi đóng phim và được trả trên dưới 500 triệu đồng tùy vai diễn, kịch bản. Hiện tại dù bị chê, nhưng Harry Won cũng thường xuyên xuất hiện trên ghế nóng giám khảo. Ngoài hoạt động showbiz, Harry Won còn là đại diện của một thương hiệu giày bình dân. Sau khi cưới chồng, khối tài sản của Harry Won cũng tăng lên nhanh chóng. Đầu tiên là hai căn nhà trị giá, ngay trung tâm Sài Gòn. Nhìn từ bên ngoài, nhà vợ chồng Harry khoảng 3 tầng, không bao gồm trệt, với thiết kế khang trang, hiện đại. Bên trong nhà cũng rất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Harry Won cùng gia đình khi Việt Nam sống cũng có chỗ đi về riêng, nữ ca sĩ mua nhà trả góp. Harry Won vô cùng tự hào vì số tiền mua nhà hoàn toàn do cô lao động kiếm được. Vợ chồng cô di chuyển trên một chiếc xe sang có giá lên 4 tỷ đồng. Trước đây, Harry Won khá giản dị, cô từng tâm sự có những bộ quần áo cô mặc đi mặc lại tới nhiều lần mà không thấy chán. Nhưng từ khi yêu và làm vợ trấn thành, Harry đã bắt đầu sử dụng hàng hiệu. Harry Won diện một thiết kế của Lý Quý Khánh với phần thân váy ôm sát và cổ áo khoét sâu hở ngực. Một sự kiện khác cô cũng nổi bật
ở chiếc váy đỏ hở vai và đáng chú ý hơn cả là chiếc túi mà Harry cầm trên tay. Từ một cô gái xề xòa và có phần quê mùa, Harry Won đã trở thành mê hàng hiệu như bao cô gái trẻ khác. Cô thường xuyên mang những chiếc túi hàng hiệu nổi tiếng mỗi khi xuất hiện sự kiện hoặc đi chơi. Harry Won cũng không ngại khoe vòng tay lấp lánh kim cương của mình khiến khán giả choáng váng.